Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng nay ngày 13 tháng 2, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Đám cháy bùng phát tại khu vực bán tạp hóa trong chợ. Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Kiên Giang đã điều 3 xe chữa cháy cùng 25 chiến sĩ đến hiện trường cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ, phối hợp dập tắt đám cháy. Đến khoảng hơn 2 giờ, hỏa hoạn được khống chế. Hậu quả, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi 6 kiosk ốt bán tạp hóa, hàng nông sản, ước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.